Đây mọi người thấy nhò đẹp không? Có quá đẹp. Mua nho này thì bao tiền một cân? 10.000 một cân. 600, 400 có, 200 có. Nho này anh ở đâu bán 100 một cân? Thì tôi cho là nho hạ đen này. Cân này mấy? Nho này cũng được. Dạ, quay đi, quay đi. Quay ông cho. Bây giờ cô cứ đi thẳng tôi quay cái đường. Quay cứ đi tôi quay. Giới thiệu về nho đây các. Để tôi đưa lên trên sông Mỹ các. Giới thiệu đây là những cái vườn nho của hợp tác xã. Hợp tác xã gì nhỉ? Thuộc xã Đồng Du. À, thuộc xã Đồng Du Hà Nam của chúng tôi nha mọi người nha. Đây là rất nhiều nho luôn. Đấy là một vùng quê chiêm trũng của Hà Nam chúng tôi bây giờ đã chuyển đổi thành một vườn nho rộng bao la bát ngát, có hàng 10 hecta nhé. Như nho như này này mọi người này. Mọi người có thể chứng kiến đây là những cái nho này ăn rất ngon đấy, tôi thử ăn cho mọi người xem này. Đấy. Ngọt nừ luôn. Rất là ngọt luôn. Đây là những cái chùm nho này này. Ông đang quay trực tiếp à? Không quay trực tiếp mà quay lên YouTube. Đấy. À đấy thấy chưa? Đây là những quả nho rất đẹp nha. Đấy mọi người có thể cùng tôi đi tham quan này. Còn rất nhiều chỗ nhưng mà không thể đi hết được. Đang đi mấy cô chủ đây để cô giới thiệu cho mọi người nghe. Xung quanh là hai núi nho này. À, 10 hecta rộng lắm. Đây là cô ấy đang cho giới thiệu đi qua. Đây là những quả nho rất ngọt nước à. Mọi người thấy chưa? Đây là cái mùa này còn chưa có quả nhiều đúng không? Còn những cái mùa khác thì nhiều lắm đúng không? Mùa này còn ít quả đúng không? Có phải không cô? Đúng rồi ông ạ. Mùa này còn ít, thế còn mùa khác còn nhiều quả lắm. Đây mênh mông cả một cái đoàn của cán bộ của Trung ương tỉnh huyện về tham quan cái mô hình tiểu nho. Vườn nho thôi dù chết cũng muốn ăn. Cố làm quả cho nó biết hơi chết chắc. Bóc mà mình bóc bóc bỏ mà. Ôi trời ơi bỏ mồm tất, không bóc đâu. Này mà bóc ra thì đợi cũng đâu có mới được ăn rồi. Sao mà kìm hãm được cái thùng kia nó giúp vào. Cô nhận đảm lắm. Nhiều quả lắm. Rất nhiều quả. Đây là họ toàn những cái nho này là nho mẫu đơn rất là nhiều quả lắm. Mênh mông cho mọi người nha. Đây này còn có cả mướp này. Xong là rau thuốc. Đấy mọi người thấy không? Cái dãy này nho này thì gọi trồng được 6-7 năm rồi. Nói chung là cũng lâu. Cần phải phát huy hơn nữa những cái vườn nho như này của tỉnh Hà Nam. Vườn nho vườn ổi. Vườn cam, vườn quýt để đổi mới cái mô hình chăn nuôi trồng trọt, nâng cao năng suất lao động cho người dân của tỉnh. Đây còn một cái vườn nho mẫu đơn nữa. Người thấy không? Đấy, khu này. Rất là rộng nha. Đây là của quê hương chúng tôi Hà Nam.
còn rất nhiều mô hình như này, những khu vườn nho, vườn cam, vườn bưởi, rồi các cái loại hình kinh tế khác đấy cho mọi người đấy, rất là nhiều nho nha, đấy. Trời hơi nắng quá. Đây là những chùm nho rất đẹp luôn. Quên rồi uống nước. Vẫn còn hơn bé. Quá đẹp nhá. Xe máy nó quay quanh vào đây nào. Ừ. Đánh ra cái đầu xá nó về đây xa hơn chục cây. Làm quả nho xong làm uống nước xong quay cái gì quay cái phòng người ta có mỗi cái phòng này không có vợ chồng ghép đâu mà nó. Không quá này ngọt. Có ngoài kia này, này cứ có chát chát nào. Đúng rồi. Thì ăn ông ăn thuốc sâu nó chả chát. Quán này toàn thuốc sâu thôi thì chưa chín. Quán này ngọt. Nó còn đấy toàn thuốc sâu. Đấy phun xong thì chưa hết thời gian cách ly. Ông quảng cáo lên YouTube ông chả bảo nho rất ngọt. Ngọt rất ngon mà ông lại bảo là quả này ngọt sâu. Bác anh ơi, chỉ có câu hỏi gì con về hỏi thêm thì có bác giám đốc hợp tác xã đây thì mọi người cứ hỏi tham khảo bác ấy. Bác giám đốc hợp tác xã. Hợp tác xã này có mấy thành viên bác? Em là 8 thành viên. 8 thành viên à? Nó là góp vốn vào đúng không? Vâng. Thế thường là mỗi năm thu hoạch này bao nhiêu mấy nửa đúng không? Năm thu hoạch là 2 nửa thôi. Chỉ thường vào tháng mấy á? Tháng 6, tháng 7, tháng 11. Còn cái tầm này nó cũng thu hoạch rồi mà đúng không? Mới thu hoạch xong. Mới xong nhỉ? Không, ý là chuẩn bị có cái đoàn châu Âu nó về thu hoạch rồi thì nó này hơi bị. Biết rồi, ý là nó về tham quan cái vườn nho này mà. Mấy nữa đấy, đoàn châu Âu sang nó tham quan. Cái mô hình trồng nho của Hà Nam đấy, thì chắc nó về vườn nho này rồi. Đúng rồi. Thế nhưng có cái là cái đợt này thì thu hoạch hết rồi, quả thì nó không được to. Giống quả nhỏ. Giống quả này nho này nhỏ. Đợt đang ở trên cây. À, tức là giống của nho này nó nhỏ. Hạt nhỏ, quả nhỏ. Chắc nó chưa sang ngày, chắc gần tháng nữa nó sang. À, 8 thành viên góp vốn vào để xây dựng cái hợp tác xã. Mình chủ yếu là bán ở đâu? Bán lẻ à? Cho ngoài chợ? Không, không bán. Ông bán lẻ ra được. Cái này nó phải bán theo kiểu... đại lý không thu mua chứ đúng không? Đại lý nó về nó thu mua. Không không đại lý mình có đủ sức cho nó đâu. Siêu thị bán siêu thị. Bán siêu thị ở trên Mr. Green mấy cửa hàng hoa quả sạch cho nó đậu. À. Anh cứ một năm bao nhiêu tỷ. Nhưng mà sản phẩm của mình đi vào đấy có cần phải làm tiêu chuẩn gì không bác? 3 tỷ. Có chứ. Nó phải có chứ. Chỉ lấy lại 1 tỷ không? Lại 3 tỷ. Lãi 30 tỷ một năm. 3 tỷ. À 3 tỷ, 3 tỷ thì không được. Trừ chi phí rồi. 3 tỷ là được thì có 8 thành viên mỗi người cũng được. Lãi nhiều tiền để làm gì? 8 thành viên mới không được 100 triệu. Hơn 28. 100. 3 8 24 thì hơn 300. Trừ chi phí nữa. 36 thì hơn 200. Trừ cái phí rồi còn lại là lãi được 3 tỷ một năm. Lãi 1 tỷ. Lãi 1 tỷ thôi không mà. 1 tỷ là tôi tưởng là tổng thu nhập được 3 tỷ. Thuê của dân đảo. Ừ, đúng rồi, thuê dân công, thuê tiêu cửa hàng, thuê bán hàng, thuê các cái bảo quản. Nói chung là cũng thuê nhiều thứ thôi, không phải là
đơn giản. Thuê của dân là mỗi một xào. Mỗi xào đúng không? Thế đây đã ra bờ sông chưa? Tìm cái vườn của anh là bờ sông. Thế thì làm thêm một cái sinh thái nữa. Cho lâu rồi chưa? À không, tiền thu nhập hay làm thêm cái sinh thái? Làm thêm cái hồ câu đâu ạ? Cái hồ câu, hồ câu cho các đại gia về câu cho anh. Đây 5 năm cân. Nuôi gì? Nuôi cái gì? Cá cầu, nuôi ghẹ. Ở đây ra sông mà. Nuôi ghẹ ăn gì? Một năm mới tạo bốn. Bây giờ chỉ có trồng cây thuốc phiện là lãi nhất. Như thế là cũng là bình thường. Cây thuốc phiện này cũng đúng chủ trương của nhà nước rồi. Đấy. Chẳng ăn trên này. Để làm cái gì cho đúng chủ trương. Trồng cây nó gọi là cây gì? Bây giờ là chỉ đóng cọc xuống làm sàn. Cái cây da đấy là nó làm thuốc. Là gọi lại chất cao. Đồng. Vì đây cái sông chỗ này nó sạch lắm. Chứ nó không được cây trong cái nhà. Trước giờ những cái kia nó ngon kìa, đấy nó gần ngã ba sông nhưng nó sạch lắm. Bao nhiêu cân đấy Huân ơi? Giữa chị nào? Chỗ này là gì? Chỗ này quà. Cái quà. Cho ai? Cho ai? Cho cháu á? Cho ông cháu em Du. À đây. Cô những cái chọn cho cô quả nào mỏng mỏng cho thôi. Đúng rồi. Quả nào vẹo đi thì lấy. Có đủ bỏ cắt mấy cân ở đây mà. Nó xanh đất rồi. Cháu nhờ các bác là cho cháu xin một kiểu ảnh mọi người tập trung ở đây để cháu lấy dữ liệu về. Đúng rồi, báo cáo. Chơi thôi. Sao thế mời đứng đây. Cứ chụp ảnh là sướng rồi. Vâng, chụp ảnh là sướng rồi. Nhà Cương có gần đây không ạ? Này em. Dạ. Nhà Cương nó ở đây không? Nó ngay đây à? Quên mẹ anh bắt nhà. Rồi đi nào. Nhanh cho con bài. Về thôi, không có gì lắng lắm. Con bài nhìn sang vợ nó là Tiến Cương nè. Vợ nó bán hàng gì mà? Bán hàng gì mà? Bán hàng... Ui, rồi, tôi biết rồi. Tôi biết rồi, tôi vào. Tôi ăn đám cưới nhà nó rồi mà.